Trời ơi, mình đã có vợ rồi, sao có người kêu bên sáng tối? Vậy là mình đã có vợ rồi, ngày nào cũng sẽ được vui. Trời ơi, cái bài hát này bình thường vô cùng, nó có gì mình thích hết trơn á. Nó được cái bài phối âm phối khí gì nghe, nó like là Khmer xong rồi nó thấy nó hay nhộn nhịp vậy thôi. Còn nó hở giọng hát làm cái hình cũng cũ kỹ, chả gì mới. Có gì đâu mà mới. Tóm lại là cái bài hát cũng được. Chả may nó hay tôi sợ đấy, cái bài hát này nó viral nó hay thôi tôi sợ vậy thôi. Nó hại. Rồi cái tôi tại vì tôi cũng đóng trong MV tôi sợ tôi nổi tiếng đấy. Lại lây hết đi. Đấy. Mệt, mấy chục năm nổi rồi, ôi trời mệt lắm. Và đặc biệt nha mọi người, nếu bài hát này nó thành một bài hit thì nó hiện có 90% là nhờ tôi. Thì bài hát này á, nói về tình cảm của mẹ con. Mà người mẹ là ở đã nuôi dưỡng người con thành tài được như vậy. Và thằng con nó hư đốn mà bà mẹ đã uốn nắn nó trở thành một đứa con ngoan. Đấy, ai mà làm mẹ mà giỏi như tôi. Đấy, chứ cái bài hát này mà hay nhờ tôi hết. Chứ lời bài hát chả có gì. Những cái phần đoạn mà đóng chung với các em sinh viên trẻ thì cũng xoàng thôi, tại vì mấy em cũng sợ, cũng diễn thì cũng được. Tóm lại là cũng không phải đối thủ đấy, cho nên là thôi kệ, diễn chung với mấy em thì mình cũng phải mình phải ém lại tài năng đấy để cho nó ngang hàng với các em, chứ mình diễn quá thì mấy em bảo là mình diễn lấn lướt đấy. Cho nên có nhiều lúc có thoại mấy em nói quá trời thì thôi kệ cho nó nói, chứ mày nói nhiều cái trở thành lèm bèm đấy. Đạo diễn nó không cho, nó bảo là phải diễn sắc, diễn cái kiểu mà điện ảnh đấy, cái kiểu nữa kiểu mà con Châu Tuấn ấy. đấy diễn là không nói đấy, chỉ niếc mắt đó thế thôi. Đấy, giận chỗ đấy. Còn những cái phân cảnh khốn nạn nhất á là tôi căm thù cái đứa mà nó viết cái kịch bản mà nó cho tôi nhảy xuống sông ấy. Nó xong mà trời ơi, đến cái khúc mà nước nó rầm xuống rồi là nó cạn đấy mọi người. Có bằng này nước thế này còn cái là sừng non. Trời ơi, nói đến nghĩ mấy cái đoạn nhảy, trời đất ơi, nó thường không thể tả được. Ấy thế mà gan mồm gan miệng, ban biên tập cũng như là một vũ đoàn cùng Đàm Vĩnh Hưng gửi cho em cái clip về coi cho kỹ rồi học từng động tác một. Trời ơi, mấy em kia hả, còn đi thuê thầy về nhảy nữa chứ. Ôi trời ơi, mở ra một cái, trời đất ơi, nó đúng con cái này. Bẹt, bốn cái, xong cái chỉ vô cái thằng, xong cái hê, xong cái đập cái bẹt, hết. Thôi, đất ơi, nó tầm thường. Cái điệu nhảy này hả, 40-50 năm trước tôi nhảy rồi. Nhìn em say sưa khiêu vũ, trong điều vui mambo đắm đuối. Cùng nhau ta ca ta hát, trong một đêm hoàn ca tuyệt vời. Vậy nó cái Khmer nó chứ, ôi ôi. Trời ơi, là trời ơi, hoa đẹp chăm bá đó, hết cái kiểu vậy đó. Đó, không dày cái hết. Trời ơi, nó tầm thường, gì hay ho gì cả. Đấy, tôi đuổi hết nhóm múa về rồi, về đi. Múa mà mày về hết rồi. Mọi người ơi, ngày 7 tháng 7 trên kênh Đàm Vĩnh Hưng, mọi người hãy share và coi một bài hát mới nhất. Đấy, một bài hát là Trời ơi, tôi đã có vợ rồi. Tuyệt vời nha mọi người, và đặc biệt có em đóng ở trong mới nghe chưa. Trời ơi, hay lắm nha. Mọi người hãy coi và share. Trời ơi, mình đã có vợ rồi. Mình đã có. Thì ta nói cái gì vậy? Đấy, một bài hát là Trời ơi, tôi đã có vợ rồi. Để đấy, đấy, thôi thì tôi nói lại. Coi MV mình xe đi. Bài hát với cái tựa đề là Trời ơi, mình đã có vợ rồi. Đấy, vừa lòng chưa? Trời ơi, mình đã có vợ rồi. Xui gia hai bên cũng mở đời. Hồi bốn tặng mấy cây vàng, mừng cho sắp nhỏ nên duyên đám cưới rồi. Nhưng hình ảnh của nhân vật ở trong này đó là do Hưng đề nghị. Tại vì Hưng đã quan sát, Hưng xem tất cả những cái clip, những cái sản phẩm hoặc những hình ảnh mà các bạn dựng lên á, nó rất là duyên dáng và nó chiếm được cảm tình rất đông của khán giả. Để xem cái vở kịch do mình dự đóng trong đó là một nhân viên ủi đồ cũng có đoàn hát thôi đó, mà cực kỳ duyên dáng luôn, rất ít thấy hình ảnh đó, cho nên là quyết định nó dự ơi, anh muốn hình ảnh dài được không trong cái vở kịch đó. Được, xong được anh, em làm liền. Còn ở ngoài Hà mình dễ rồi, bạn với lại make up cái tóc bạc như hồi nãy, lúc đầu thấy ngoại hơi trẻ á, nhà má cũng được, phải làm thêm nếp nhăn cho ngoại. Còn cái Bảy thì hình ảnh với Bảy là nó huyền thoại của Bảy luôn rồi. Khi quả bang trên đường đó, từ xa thấy biết đúng ngang là rồi đó, Bảy đó. Mình cố định nhân vật là như vậy đó mọi người. Còn Hữu Đằng cũng trong cái vở kịch đó luôn. Vở kịch mà có Hữu Đằng với mình vừa đóng thì Hữu Đằng từ giai đào 3, đào 4 á, mới lên đào chánh. Đó, đào chánh đào nhì thì hình ảnh nó rất đặc biệt. Trời ơi, sốc hàng lắm. Hữu Đằng là đóng vai là bạn của mẹ. Đó, bạn của má tôi đó.
xong rồi kiếm vợ kiếm đồ Thành ảnh giới thiệu cho má tôi, chứ tôi biết ông, mọi người đâu biết tôi có ghệ rồi, có ghệ sẵn rồi, tại không nói gia đình thôi, giấu đồ đâu có hay là mấy người đó bàn với nhau đi kiếm vợ tôi, sợ ông chết run gần chết, hay là phải báo cho ghệ biết liền, hẹn ra bằng mua tính kế là vậy đó. Tội nghiệp Minh Dự, đâu biết đóng vai này đâu trời, giúp ăn cướp giữa đường không có, trong kịch bản là không có nha, ai hốt vô vậy trời. Dễ thương lắm, cái gì cũng đóng, kêu nó gì cũng làm. Đêm qua mới đọc rap rồi đó, đọc rap trưa hôm qua, đọc xong rồi gửi lại tôi coi. Tôi đã ở xa lúa răng ngoài Nha Trang đi diễn, xong đọc xong Dự hỏi anh thấy gì được chưa, muốn cái nào nói cho em biết. Anh nghe xong nói là anh cần bữa hơn nữa, em bữa hết sức rồi đó anh, bữa dữ lắm rồi đó. Nói không, đúng chưa có ra chất của Dự đó, ác lên hung dữ hơn chứ nữa. Đọc cuối cùng ra bản hoàn hảo luôn. Tạo hình thì khỏi nói là Dự là diễn viên siêu chuyên nghiệp rồi, thấy không? Có những cái kịch bản hay những câu nói là do các bạn này không cần kịch bản luôn, chỉ cần nói cái đường dây idea thôi mà sẽ tung ra những cái câu nói, những cái chiêu đó là bất ngờ hoàn toàn luôn. Và mình đoán trước được khả năng mà gây hú hồn của các bạn đó, mình mới mạnh dạn ngỏ lời mời các bạn vào đây trong cái MV của mình. Đoán trước được tất cả những cái khả năng mà gây cười hoặc là cái sự thông minh ứng phó của các bạn. Còn hình ảnh mình Dự rồi, tôi nghĩ chắc là sau cái MV này mọi người sẽ tới xem vở kịch của Dự nhiều hơn nữa. Để thấy là hình ảnh của một chàng trai nói cà lâm mà lại ủi đồ trong cái đoạn hát dễ thương ra sao. Minh Dự rất phải nói là Minh Dự rất là sốt sắng luôn, rất nhiệt tình lắm. Đi Mỹ về nhắn tin: đại ca, ngày mai là em rảnh á, muốn làm gì không, có cần em thu gì không? Trời ơi, đúng rồi, đợi em muốn chết luôn á, cần em thu vô cái phần rap này nè. Chứ bữa là rap demo một bạn rap đọc sẵn rồi, nhưng mà không phải Minh Dự đọc mới được đó. Thì trong cái phần cảnh quay của Minh Dự là trong đám cưới đều đọc rap luôn đó, nên là phải Minh Dự đọc luôn. Thì lúc mà đọc thử á, viết ra xong lời đọc thử không có mặt mình ở đó, thử mình nghe xong cuối cùng là cái bản 10 điểm. Nếu có được 100 điểm mình cũng sẽ sẵn sàng chấm với Minh Dự 100 điểm tuyệt đối. Rất là chuyên nghiệp lắm. Dạ, xin chào mọi người, mình là Việt Phương Thoa và hiện tại thì mình đang vào nhân vật đó chính là cô gái gọi là bạn gái của anh Hưng. Và cô gái này đặt một cái tạo hình rất là đặc biệt, là một tạo hình khác hẳn thường ngày của Thoa luôn, đó chính là nó quê chân chất, kiểu như là đi bán bánh tiêu, bánh bò đó, kiểu như rất là nhẹ nhàng. Còn bình thường thì mình không có nhẹ nhàng như vậy, cho nên là nó cũng hơi khó nhập vai. Thật ra thì đây cũng không phải lần đầu tiên làm việc với anh Hưng, mà trước đó thì cũng đã chạy vài cái MV cho anh Hưng rồi để mà truyền thông á. Nhưng mà đây lần đầu tiên gặp anh Hưng ở ngoài. Thì anh Hưng rất là nhiệt tình luôn. Cái là chưa tới cảnh của anh Hưng nha, mà anh Hưng ra chút rồi: ôi, cảnh này là MV diễn lên, mà mẹ là gì là phải đau thiệt lên, cụ thị phạm quá trời luôn. Thì anh ngoài mo anh coi, anh thấy chưa có đã cho nên anh vô anh chỉnh luôn. Họ rất là nhiệt tình tới từng cái chi tiết nhỏ luôn để cho cái MV trọn vẹn nhất. Ôi, kiểu cảm giác lúc đầu được mời vô thì mình không có nghĩ là mình sẽ được đóng vai vợ của anh Hưng. Nhưng bây giờ được làm vợ của anh Hưng, trời ơi, Mr. Đàm kia mình rất là rạo rực trong lòng á. Nhưng mà kiểu vai vợ, nhưng mà vợ cũng rất là lạ, vai rất là thú vị chứ không là phải một cái vai nó bình thường. Cho nên là mình cảm thấy rất là mong chờ cái MV này. Cái điệp khúc, trời ơi, trend nha. Cái bài nhạc này là đảm bảo sẽ trend luôn, là đám cưới lại mở rần, mở từ Tết cho tới đầu năm tới cuối năm luôn, là đám cưới nào cũng có cái MV này cho coi, tại vì cái nhạc nó rất là rần luôn. Ôi, cái MV này không chỉ là cái lời bài hát trend đâu, mà cái đoạn nhảy rất là trend nha. Anh ra một xíu để em nhảy là trời ơi, em thấy hả, biên đạo gửi cho em là em sái liền anh ơi đó. Xong rồi hả, trời ơi, toàn là mấy cái động tác trend không à, rất là dễ bắt theo cái điệu nhảy này. Cho nên là mấy bạn coi MV, mấy bạn nhớ là bắt theo trend nhảy này nha, chắc chắn là sẽ được lên xu hướng. Và mọi người hãy chờ đón MV Trời Ơi Mình Có Vợ Rồi của anh Hưng nha, và đón chờ sự có mặt của Thoa trong MV của anh Hưng. Bye bye mọi người.